Thưa quý vị, hãy chào mừng đồng nhiệt. Người đầu tiên đó chính là chàng trai vô cùng điển trai Mạc Văn Khoa. Thưa quý vị, sắc đẹp hợp với Mạc Văn Khoa không ai khác, Lâm Vĩ Dạ. Lúc đi hết mình, lúc về hết mình. Lúc đi hết mình, lúc về hết mình. Quý vị thân mến, người cuối cùng trong đội hình chủ nhà xinh đẹp là một màu sắc tươi sáng dành cho chương trình, ca sĩ Harry Won. Lần đầu tiên mình xuất hiện trong chương trình kỳ tài thách đấu với vai trò là chủ nhà. Dạ. Có nghĩa là gì? Mình sẽ trụ ở đây suốt mùa, sau đó đàn áp những khách mời. Wow. Chúng ta phải có chiêu, cũng phải có những cái trick, những cái trap, trick. Trick thì biết, còn trap, trick là cái gì anh? Là những cái chiêu trò để mà nắm làm sao mà chèn ép giật dọc. Riêng về cái vụ chèn ép giật dọc là dạ là giỏi rồi. Quá giỏi. Dạ, đúng rồi. Có đâu. Thì đó là vậy mà. Ủa sao tụi mình ác vậy? Người ta trả lương cho mình đi làm chuyện ác vậy? Thôi đi về. Em đi về đi em. Còn mình với chị... đúng rồi, chị em mình vẫn đó. Ở đây nè. Đó, em về đi. Trời, em không ngờ hai người gì đồng tiền mà như vậy luôn đó. Không, đâu phải. Dạ, nói vậy là sai rồi. Đúng. Thứ nhất, riêng về Khoa không phải vì đồng tiền mà đến đây. Vì tình yêu của khán giả nên Khoa mới đến đây. Dạ. Đúng không? Thứ hai, Harry không phải vì đồng tiền mà vì yêu cái công việc mà cô ấy là nằm trong tim cô ấy mới đến đây. Đúng chưa? Dạ, con dạ. Em đến đây vì cái tâm của mình, em không thể nào đi hại người được. Trời ơi, cấm cấm cái gì vậy? Dạ, em nói câu đó em không có bị khửng à. Dạ, bị khửng là gì chị? Khửng. Không khửng. Khửng. Dạ. Ok. Khửng hả? Dạ, không có bị. Không, cái này đấy anh đang chọc thôi. Em mà biết chị là con quá. Người tốt mà. Chị tốt lắm, chị sống luôn mang tới ánh sáng cho mọi người. Ủa sao giống thợ điện vậy? Không, ý là ánh sáng chân lý. Chân lý chứ không phải là ánh sáng bóng đèn bóng điện. À. Đó. Với lại hôm nay lần đầu tiên ba chị em tụi em được ở đây làm mẹ chủ nhà. Thiên hạ. Làm mẹ thiên hạ. Cái gì? Mẹ thiên hạ. Mẹ thiên hạ. Chưa chắc. Vì những người chơi xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay là những người khách mời về ăn nói là họ có thể nuốt được một trong ba người này. Ủa, cái miệng rộng vậy sao anh? Ý là cái độ nói và cái sự duyên dáng. Đây là những con người hiện tại là rất trẻ trung mà được nhiều người yêu mến. Và thưa quý vị là khả năng nói là vô tận. Trấn Thành số 2 thì mấy người này là số 1. Trời ơi, ghê vậy luôn hả anh? Trời ơi, em nghĩ là cái miệng chồng chị không ai qua rồi đó. Ai vượt qua được ẩu, mà bây giờ có người vượt qua luôn. Ba người gom lại, Trấn Thành không có cửa, đi ngủ. Ủa vậy được hả? Thiệt. Ủa vậy thì em mời ba người đó sống chung với em được không? Để trị lại chồng em hả? Để cho ông ngủ. Trời ơi, thấy số phận em cũng bi đát quá hả? Và ngày hôm nay, ba vị khách mời đầu tiên của mùa 3 này là những vị khách mời vô cùng thông minh và nhanh nhẹn. Chúng tôi sẽ bí mật đến giây phút cuối cùng. Mời tất cả cùng nhìn về màn bóng. Một người ba cái đầu ba cái tay. Trời ơi, năm cái tay, năm tay, sáu tay ba đầu. Em nghĩ là có ba người mới sáu tay chứ một người không thể làm mà ba đầu sáu tay được. Chưa, cái đó chỉ là hình thôi. Chúng ta cùng nghe voice, tức là cái giọng của họ. Xin mời. Ba ơi ba đã đem đi đâu, cột ba kéo ra kéo ba mẹ. Ủa, hát cái quái quỷ gì vậy? Ê, cái tổ hợp nó kỳ vậy anh. Hình như ba người hát ba bài khác nhau anh ạ. Đúng hát rồi. Kiểu này hát tới sáng không đoán được ai là ai. Nhưng mà đoán nghề đi anh. Nghề đúng không? Em nghĩ trong ba người này có một người làm bán mũ. Mũ à? À bán nón, mũ, nón, mũ, nón. Bán nón, bán nón. Không ai trong phim trường không mưa không nắng mà đội mũ hết á. Ờ thiệt nhờ. Bây giờ mình đoán đây là nam hay nữ? Giữa là nữ anh. À đội nón là nữ vì tóc dạ, dài. Dạ. Tóc dài uốn uốn quăng quăng. Hai đúng bên rồi. Là nam. Nhiều khi nữ người ta để tóc giống sao nam. Nam mà múa rồi. Dẻo quá ta. Thì đó. Bây giờ chúng ta sẽ biết họ thực sự là ai. Xin mời bước ra sân khấu.
Thưa quý vị, ba khách mời đầu tiên trong chương trình kỳ tài thách đấu mùa thứ ba: Minh Dự, Huỳnh Lập và Quang Trương. Trương thân mến, để tao sao mà đứng? Đứa nói gái. Em buồn nhiều. Buồn nhiều. Thất vọng nhiều. Thất vọng cũng nhiều. Dạ. Em cố gắng nâng em lên để quý vị khán giả sẽ cùng thấy cái mặt em nó được sáng sủa một chút xíu. Em sợ thì nó buồn chương trình mình lắm. Ủa Trung ơi, em là mới làm tóc đúng không? Dạ em mới làm tuần trước. Ờ, làm tóc chỉ để đội mũ thôi hả? Dạ không, em làm tóc để em đem mắt để lau nhà. Mà cái lý do tại sao mà tới đây đội mũ này? Không có lý do là thật ra chưa có tiền đi uống ở phần trên. Đúng rồi, yeah, uống phần này à. Phần ở trên đây là chưa uống. Trời ơi, hình như là nó không có tóc luôn á mọi người. Nói cho mọi người nghe, em bị hói trên đầu. Thực ra đây là style. Đùa thôi, chứ mọi người thấy đó, nón như vậy đúng như anh Giang nói là một cái style. Style. Một cái style mà liếm vô mặt vậy anh. Một cái style hơi ướt át một chút xíu đi, là lãng mạn chút xíu. Ghê quá. Thì bây giờ cảm giác Quỳnh Lập là khách mời đầu tiên của mùa này thấy sao? Em cảm giác mình một trong ba khách mời đầu tiên. Các bạn là nhóm khách mời đầu tiên đó. Dạ, đoàn kết lại chút xíu. Vâng, em rất là vui khi mà là một trong ba khách mời đầu tiên và chung với lại cái toán người này. Ôi trời đất ơi. Và em rất là vui luôn là bởi vì em đã có rất là nhiều cơ hội để mà đồng hành chung với chương trình, đã tham gia những cái mùa trước rồi, nên ngày hôm nay chắc em sẽ là người có kinh nghiệm nhiều trong ba người đứng ở đây. Hy vọng là mình khách mời mình đấu nhau mà. Thì ra rồi, bây giờ nói về Minh Dự là người hay làm thơ làm văn, làm câu thơ tặng chị Dạ chơi. Đứng lên cho người ta làm thơ chị. Ủa sao tự nhiên mới nhìn chị cười sớm anh vậy? Làm câu 6 em làm câu 8 đó. Hôm nay chị thật là xinh. Hôm nay chị thật là xinh, mời em. Mời anh làm trước. Tại cái mặt chị Dạ, cái cấu hình á, nó không có nằm trong từ điển của em. Hôm nay chị thật là xinh, ngày mai vẫn thế nhưng xinh hơn nhiều. Nên không cách nịnh nọt. Đổi câu khác, câu đó bị thuộc về yếu tố nịnh rồi. Rồi vậy đổi câu khác nha. Dạ. Thiên thần có phải chị không? À, thiên thần có phải chị không? Ừ. Thiên thần không phải là chị đúng không? Cái thơ gì kỳ vậy? Thơ lãng giang hả trời. Chung, làm cho anh coi chung. Thiên thần có phải chị không? Không. 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 Kết lại thành văn xuôi, em một cái dấu chấm vô rồi coi như kết thúc. Không cần suy nghĩ đúng chung. Ý em đối với chị Dạ, chị Dạ với thiên thần, chị Dạ là một nàng tiên. Vẫn chưa nghĩ ra thơ. Chưa thỏa mãn em không. Em cảm thấy những con người làm thơ thiếu chữ xong tự dùng lời nói để gỡ lại á. Bây giờ nè, thiên thần có phải chị không? Chị là con quỷ lông bông giữa đời đó. Em ơi, em đã làm gì với Minh Dự mà Minh Dự dễ thương của chị lại đối xử với em như vậy? Trong mắt chị Minh Dự dễ thương lắm. Sao trong mắt em thấy ghét chứ vậy? Nè, bây giờ cái thơ khác nè. Người nước ngoài đúng không? À, nước ngoài sao giống nước ta? Nước ngoài sao giống nước ta? Nước ta sao giống nước ngoài vậy ta? Hợp lý mà. Bởi mấy đứa là chị đúng không biết văn học đúng không? Nó làm tầm bậy bạ văn học nè. Nước ngoài sao giống nước ta? Nước ngoài sao giống nước ta? À. Nước ngoài quá trẻ, nước ta già đều. Em ơi, nó nói em luôn đây ta. Nó nói em anh luôn mà anh cười. Ủa sao chửi anh? Ừ đúng. Chửi anh luôn không, đó. Anh thấy cái cánh tay nó hướng về phía này. Đó. À, bây giờ người ta làm thơ rồi thì mình làm thơ ngược lại. Thơ gì anh? Đây, thơ là một bụng. À đây. Không, em không. Nè, anh cho câu đầu tiên. Răng nào thì cũng là răng. Em đố trước cho em. Rồi, đó. Răng nào thì cũng là răng. Răng hô thì có phải chăng nạo dừa. Chúc mừng em. Hôm nay người ta đã tới đây chơi là khách mời, mình phải dùng những cái từ nó nhã nhặn. Nhưng mà người ta có nhã nhặn với mình đâu em. Người ta khách mời số nè, đầu tiên. Nè, coi Khoa sửa lại nè. Rồi, nhã nhặn nha. Răng nào thì cũng là răng. Đó. Răng hô thì cũng phải chăng nạo đu đủ. Nạo đu đủ.
không có đủ chữ. Không phải nào dừa nó cứng quá em. Anh phải nó đủ đi. Rồi thì người ta cũng là khách mời, mình phải nào đu đủ nó an toàn hơn đấy. Khoan, để em cứu lại hàm răng của em. Hô nào thì cũng là hô. Hô này thì lại là bồ trường giang. Bồ trường giang. Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow.